Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix một vài lỗi trong quá trình cài bộ phần liệu 10K. Đầu tiên các bạn truy cập vào trang web này. Mình có để đường link ở dưới video này. Đây là cách chúng ta fix lỗi .NET Runtime Error. Hoặc là trong quá trình cài đặt các bạn bật lên có một vài bảng hiện ra rất khó chịu và truy cập vào bộ cài không được. Thì chúng ta làm như sau. Các bạn copy lấy dòng này, chúng ta sẽ tìm file này ở trong bộ cài chúng ta cài Bademark. Thì bất kỳ file cài Bademark nào sau khi cài chúng ta cũng sẽ có file này, tôi copy. Bây giờ mình bật lên. Ở đây mình vào phần ổ C này. Prompt file, hoặc là các bạn cài phần mềm Autodesk Bademark vào bộ cài ở ổ nào đó thì chúng ta có thể tự tìm. Mình vào Autodesk này. Đây mình cài 11, 16, 17. Thực ra là của mình không bị lỗi. Nhưng mà các bạn sửa cách này thì cũng sẽ khắc phục được lỗi đó. Các bạn vào phiên bản Bademark các bạn cài đặt. Ở đây mình ví dụ là Bademark 2017. Các bạn chuột phải dán vào đây để chúng ta tìm file đó. Ok. Sau khi tìm được file chúng ta chuột phải. Các bạn có thể open lên. Một vài bạn sẽ open không được. Thì chúng ta có thể bấm vào phần Open With. Open With này. Mở bằng Notepad nha các bạn. Sau khi mở bằng Notepad các bạn nhấn OK. Các bạn kéo xuống dưới này. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái dòng Server Model. Bấm vào đây, các bạn Enter một lần. Sau đó các bạn truy cập vào đường dẫn mà chúng ta vừa có đấy. Các bạn chỉ cần copy dòng này thôi. Sao chép nó, copy. Sau đó chúng ta dán vào đây. Paste. Bây giờ mình vào file save. Lưu lại như vậy thì sau khi quá trình này mình bật phần mềm Bademark lên, chúng ta có thể sử dụng bộ thư viện 10K vật liệu. Các bạn lưu ý rằng file này có một vài máy mình nghĩ rằng nó sẽ không cho lưu trực tiếp. Thì các bạn có thể bấm vào file này, save as. Mình có thể lưu ở phần Document đi. Document trên này. Các bạn nhớ rằng mình không để file .txt đâu. Mình bấm để all file. Nhấn save. Và đóng lại. Các bạn đóng cái phần quản lý tìm kiếm lại. Bây giờ các bạn lưu ở đâu thì chúng ta vào đó lấy ra và quăng qua bên này thôi. Mình vừa lưu document này. Thì file này là file mình lưu này. Ở đây mình làm điều này vì một số file mà trong một số máy của các bạn đã không cho ghi đè như của mình. Thì mình bắt buộc phải lưu riêng. Sau đó mình thả vào vị trí trống nhá. Không thả vào thư mục nào cả. Thả trống này. Bỏ tay ra. Chúng ta sẽ ghi đè lên. Continue. Rồi sau khi ghi đè lên các bạn có thể bật Bademark và thưởng thức bộ thư viện 10K được rồi. Đây là bệnh cũng rất hay gặp nên chúng ta có thể fix bằng cách này. Nếu như các bạn có nhiều rắc rối hơn với bộ 10K vật liệu thì có thể liên hệ mình. Mình sẽ nghiên cứu cách fix lỗi của các bạn làm chủ được bộ thư viện 10K này. Xin cảm ơn các bạn.